Chào mừng các em đến với kênh Bibo TV. Hôm nay Sally Hồng có cuộc chơi khủng long này. Đẹp không? Một quả trứng màu da cam to bự, một quả trứng màu hồng to bự tiếp nha. Bây giờ chúng mình hãy cùng bóc cái quả trứng này ra nhá. Nào, chúng mình cùng khám phá quả trứng này thôi. 1, 2, 3. Wow, một bạn búp bê mặc váy màu hồng và màu đỏ thật là đẹp ý. Eo ơi, lại còn có cái nơ này, xinh thế. Hôm nào tớ sẽ mượn chiếc váy và cái nơ này của bạn búp bê nhé. Bê ngồi đây nhé. Nhìn này, bên trong còn có một cái gì nữa ý nhỉ? Wow, một chú chó đốm. Eo ơi, chú này có cái bụng bự thế, lại còn đang ngủ nữa chứ. Chắc chú này tham ăn lắm nhỉ các bé nhỉ. Cho chú chó đốm nằm đây nhá. Nhìn này, điều bất ngờ vẫn còn xảy ra, bên trong vẫn còn trứng các bé ạ. Nào, chúng mình cùng xem tiếp quả trứng này. Bên trong có cái gì nhỉ? Màu xanh thì phải ý. Chúng mình cùng xem nhá. 1, 2, 3. Biến hóa. Hay thế nhỉ? Đúng là màu xanh thật, nhưng mà không phải là trò chơi, mà lại là một quả trứng nữa nhé. Cùng nhau bóc tiếp nào. Nào, các bạn có hồi hộp không? Sally Hồng rất là hồi hộp. Wow, tớ sẽ tặng cái kẹo này cho bạn búp bê nhé. Bạn búp bê cầm lấy kẹo này. Wow, lại còn có cả ô tô nữa này. Để ô tô ở đây nào. Đấy. Wow, lại còn có cả bạn chim Angry Bird nữa. Thì nữa mình sẽ dán bạn chim Angry Bird này vào bụng của bạn chó đốm này nhé. Nhìn thật là tuyệt vời. Nào, chúng mình cùng bóc tiếp quả trứng màu hồng này nào. 1, 2, 3. Wow, lại có một bạn búp bê nữa này. Wow, bạn này có cái váy hình nơ. Lại có cái nơ. Váy hình nơ, lại cũng đeo nơ. Wow, đẹp thế nhở. Tớ thích mặc váy lắm đấy. Các bé gái à, các bạn có thích mặc váy không? Bên trong nhé, lại có đồ chơi nữa này. Không chỉ là một em búp bê, còn có một em chó nữa này. Chắc em này là bạn thân của bạn búp bê này đấy. Hay đi để bảo vệ bạn ý. Wow, lại có trứng nữa này. Thật là tuyệt vời. Đồ chơi của Sally Hồng tuyệt vời quá. Đúng vậy đấy. Vì cái này Sally Hồng đặt mà, chỉ có mình Sally Hồng có thôi. Tên tên tên. Lại có trứng nữa nhé. Chúng mình cùng nhau mở nhé. Ba. Wow, một cái túi sách này. Túi sách này tớ sẽ tặng cho bạn búp bê nhé. Bạn búp bê đeo vào này. Và chúng mình sẽ cùng nhau đi mua sắm nhé. Đấy, đẹp thế chứ đi. Wow, lại có cả hai bạn siêu nhân lợn nữa. Wow, đồ chơi của Sally Hồng hay thế. Các bé hãy đăng ký trên kênh Bibo TV để xem được nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Thôi, còn bây giờ tớ sẽ rủ bạn bê màu đỏ đi chơi siêu thị với tớ đây. Tạm biệt các bé. Chúc các bé một ngày chơi vui vẻ. Bye bye.